Bạn bảo này có nói mình là sắp lên top 50. 6.468 điểm nữa. Vậy là đúng này, còn 300 điểm 36. Vậy là tính ra là mình chỉ cần chơi 3 trận nữa là mình sẽ lên top 50 các bạn ạ. Cũng được, chắc là có thể đấy. Hai các bạn, rồi và chào mừng các bạn đã tiếp tục đến với VOX của mình. Và mình là Vũ các bạn ơi. Rồi thì ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với một đêm đấu đỉnh cao nhá. Được, và vị tướng này mình sẽ chơi đó chính là Richter các bạn ạ. Hồi trước ấy là mình cũng đã bảo là mình cũng muốn chơi một con tướng là mình có thể thuận tay, và con Richter là một con tướng mình rất là thuận tay. Đó thì cũng rất là may mắn khi mà có một bạn nhắn tin cho mình. Đấy, đó chính là bạn này tên là Bảo vậy, bởi vì để tên nick game là Bảo này đấy. Thì bạn Bảo này có gửi nick cho mình chơi con Richter và bạn ấy cũng bảo là nick này chuẩn bị lên top 50 rồi, anh có thể chơi giúp em được không? Thì sau khi mà mình thấy tầm này ấy thì chắc chắn là có thể là mình sẽ chơi được đến top 50. Chủ yếu một phần là không biết là liệu rằng là gặp tem như nào thôi, chứ bây giờ thì mình cầm con Richter này mình chắc tay nó quá ạ. Chủ yếu là gặp tem như thế nào chứ sợ gặp tem xui thì không lên thôi. Được rồi, thế thì ngày hôm nay mình sẽ lấy nick của Bảo và mình sẽ leo thử để xem coi là liệu rằng là chỉ với một đêm này mình có lên được top 50 hay không. Thì bây giờ các bạn cùng theo dõi cái hành trình một đêm đấu đỉnh cao của mình cùng với con bà Richter này luôn nhá. Mà thể y như rằng tính ra là mấy bữa nay mình đấu đỉnh cao ấy, cứ tới trận đầu tiên là mình không được chơi cái con tướng để mình leo con chem nha. Thì như các bạn có thể thấy là ngay trận đấu đầu tiên ấy là mình đã bị cướp mất con Richter. Thế nên là mình quyết định là mình sẽ chơi con Omen để mình dạy dỗ lại bạn Richter này nha. Vì đã dám cầm con Richter này tranh len của đã cướp mất con chem của mình. Và đã thế nhá, dám cầm một con Richter mà mang ma chú nhìn rất là kiểu như là bẩn mắt, vừa khó chịu quá ạ. Vậy nên là trận này là mình sẽ cố gắng mình dạy, mình cầm quật roi, mình dạy lại bạn Richter này nha, để cho bạn ấy biết là thế nào là cách chơi Richter nha các bạn. Vì dám cầm con Richter đã tranh con tướng của mình xong rồi còn dám cầm con ma chú này thì để như pha này chẳng hạn. Láo này, tầm này cầm ma chú thì chơi cái gì, tính lên Richter full dam hay gì hả? Đấy, và với chất tướng Omen thì thôi không có gì phải bàn cãi đâu các bạn ạ. Tầm này Richter thì cũng no hop, mặc dù bên tên bạn cũng biết chơi đấy, cũng biết cách pick tướng đấy, pick con sen nhau xong để cho Richter càn vô. Nhưng mà hơi xui một cái, chưa kịp càn thì nằm xuống rồi, chưa kịp càn thì đã thua, chưa kịp càn thì đã đi đó. Rồi tầm này thì chơi cái gì nữa mình nói thật, tầm này thì buông tay, thả hai ngón tay ra chứ còn gì nữa, bởi vì là mình đang chút sự tức giận của tem bạn khi mà tem bạn dám đánh rất là láo cá. Không, nói đùa vậy thôi chứ thực chất tem bạn không phải đánh láo đâu, mà là do là bạn Richter kia tranh của mình ấy. Nếu như mà trận này nhá, thề luôn đấy, trận này mà ông Richter kia mà không tranh, không cướp con Richter của mình thì mình đã có một trận được cộng điểm các bạn ạ. Nhưng mà vì tranh cái con Richter ấy, thế là trận đấu đầu tiên mình đã phải chơi một con Omen đấy, mình phải chơi một con tướng khác, thế nên là mình cộng điểm khá là ít. Mặc dù các bạn biết nhá, khi mà chúng ta không chơi con tướng con chem mà mình để mình leo ấy, nhưng mà mình vẫn được cộng điểm, nhưng mà cộng điểm không có nhiều. Đây, trận này mà mình chơi con Richter là mình được cộng điểm rồi. Đấy, thế nên mình khá là cay ông Richter bên kia ấy, dám cướp mất con Richter của mình. Nhưng mà các bạn biết gì không? Mặc dù là mình không chơi Richter nhưng mà các bạn cùng xem cái điểm khi mà mình chơi xong con Omen này này. Tự nhiên cái Omen này nó được cộng tận 623 điểm nha. Thì mình nhớ ấy, là khi mà các bạn không chơi, các bạn treo điểm ấy, các bạn không leo con top này thì nó vẫn sẽ được cộng điểm nha các bạn ơi. Ê, tính ra là bây giờ mà sang trận sau ấy, con Richter mà cũng cộng được hơn 600 điểm thế này thì có thể là lên luôn á. Được rồi, và bây giờ mình cũng đã pick được con Richter đấy các bạn ơi. Nhưng mà để SP thế nên là toàn phải bắt đi SP rất là khó chịu nha. Muốn đi top nhưng mà toàn bắt đi SP thôi. Phải ông Ari vừa nãy ông ta. Mình nhớ là vừa nãy mình cũng gặp ông Ari cũng top miền như này, nhưng mà chỉ là trang phục kimono thôi. Hay là trận này ổng đổi thành trang phục Ari thử nghiệm về tấn đá, cũng có thể chứ đúng không? Tính ra là con Richter này mình cũng chơi nhiều, thế nên là mình cũng nói chung là tự tin các bạn ơi. Một phần kiểu lên tanh đi SP nên chơi con này thì vô tư các bạn ạ. Nhưng mà từ từ bạn ơi, từ bạn ơi. Hay nhờ. Uầy, pha đấy một chút nữa là mình ăn được con Aliku rồi ấy. Nhưng mà hên nó về được ấy. Rồi mày đi, mày đi, cút. Đi rừng mà ngáo chưa. Ừ, báo. Đi rừng thế này là hỏng rồi các bạn ơi. Từ từ bạn ơi. Trời ơi, di chuyển cái gì đấy. Về nhá, tạm biệt bạn. Ăn được thì ăn nhá. Rồi ok cũng được. Nhưng mà sao ở trên nhìn nát thế. Vãi nồi. Ủa, Booster solo kill với thằng Yuka à? Cái gì trời. Lag rồi à. Ôm tao vào lại à. Trời ơi, vãi nồi, giỡn mặt à. Giỡn mặt vậy ní. Ní giỡn mặt, trời ơi. Ní bỏ lag các bạn ạ.
Ảo chưa? Đánh bạn ơi. Ủa, AD đâu? Ơ à? Trời ơi, hôm qua AD các bạn ơi. Vãi nồi, pha đấy quá AD là mình đấm 2 rồi. Rồi, vẫn đấm được nhá, vẫn đấm được. Ôi, thế trận này mình chơi Richter đúng mượt luôn á. Siêu mượt. Quên, tí nữa mình quên các bạn ạ. Tự nhiên mày đánh. Hay kìa. Hay rồi, pha đấy thì hay rồi. Booster vẫn chưa vào lại các bạn ạ. Hơi ẩu nhá, pha này hơi ẩu ấy. Tí thì đi. Hên vãi. Tí nữa mình đi được các bạn ơi. À, Booster vô hơi lâu nhá. Anh bảo là anh lắc một chút nữa anh vô lại, nhưng mà nãy giờ vẫn chưa thấy vô các bạn ơi. Vô hơi lâu nhá. Ê, từ từ đánh nhau này. Pha này đòi chơi này các bạn. Hay kìa. Hay rồi, đẹp. Ê, tính ra trận này tay mình 4v5 luôn đấy. 4v5 luôn đấy các bạn ạ, ảo chưa? 4v5 mà đánh này. Ảo thật. Ảnh rặn thế này là hỏng rồi các bạn ạ. Thấy Yasuo sứ giả tận thế bậc S. Mày ngồi ảnh rặn thôi rồi luôn á. Tem hay vậy à, phải hay chứ. Hên cho bạn nó ghép chúng tem hay đó. À, đây này. Ảnh đây này các bạn ơi. Ảnh đây này các bạn ơi. Nhưng mà sao chạy? Rồi sao nữa? Sao mà chạy? Chạy. Mình ngay đi chạy các bạn ơi. Tính ra trận này không cần lên giải luôn đấy. Lên cái hồi huyết còn ngon hơn. Vui lại tí đi, mình hồi máu trong đánh. Mất flash này. Trời ơi. Thế cái game này đúng 4v5 chưa? Các bạn thấy không? Cái game này không khác gì 4v5 chứ còn gì nữa. Booster đâu cần làm gì đâu. Booster vô là chỉ bú win thôi. Vô lấy cái điểm thôi các bạn ạ. Mặc dù mình không biết là anh ta AFK xong đi vô cứ được cộng điểm hay không thôi. 98 điểm à? Ê, tính ra là mình lên được top 50 cho bạn này được ấy. Nếu như mà mình win được 3 trận nhá. 3 trận mình win được trên 100 điểm là ok. Bởi vì là mình đánh thế này cứ này cơ mà. Tầm này 1k3 điểm thì vô tư, nhưng mà không được MVP nhỏ đen thế. Trời ơi, Anette. À, thôi. Trận này không cộng điểm free thì thôi các bạn ạ. À. Anette cái gì vậy? Ăn blue nhưng mà lại lên đồ hỗ trợ thôi. Vãi nồi. Ê, tính ra là điểm này đang là 1k3 nha các bạn. Điểm này đang là 1k3 chứ không phải là điểm tân thủ nha các bạn. Thế nên là tầm này ấy, là cũng là tầm rank cao thủ, tầm 20 mấy 30 mấy sao đó. Dễ gì. Cày không cơ chứ. Nói chung là khá là tội. Khá tội tên bạn nha các bạn. Mình cover hết sức xong rồi tên bạn không thể nào ăn nổi được ông kia các bạn ơi. Thôi win rồi. Win rồi các bạn ơi, tốn thời gian quá. Chắc là ăn thêm mạng của UE nữa là xong nhá. Đánh đúng chiêu đấy, đâu cần phải đánh nhau mấy đâu. Uầy, ngon đấy nhở. Ê, tính ra đánh như thế này thì mình lên được top 50 đấy. Một trận nữa là mình sẽ lên đấy. Mình đoán là thế, để mình ra mình cho các bạn xem là mình còn tầm bao nhiêu điểm nhá. Nhưng mà thường mình hay có cái điểm lắm. Các bạn để ý là mỗi lần mà mình mà chơi một cái trận nào mà nó sắp lên ấy, là tí nó tới trận tiếp theo nó lạ lắm. Trời ơi, 118 điểm thấy không? Mình sẽ cho các bạn xem nhá, 118 điểm đúng không? Uầy. Nằm rất là nhiều mạng nhưng vẫn MVP nhá. Ảo chưa kìa, vẫn MVP đấy các bạn. Ê, một trận nữa nhá, các bạn thấy không? Mình chỉ còn một trận nữa là mình sẽ lên được top 50 này các bạn này. Một trận nữa là mình sẽ được top 50 nha. Nhưng mà phải win nhá. Mình sẽ cố gắng mình chơi nhưng mà mình muốn đi top.
tại tại bây giờ là mình không thể để đi lên khác được, không lẽ bây giờ mình mà lỡ để đi rừng ấy, thì không lẽ cầm Richter đi rừng thì lại hơi kỳ các bạn ơi. Nhưng mà để đi top thì nó lại không cho, nó bắt đi SP không à, cay ghê á. Nhưng mà thôi không sao, đã chơi thì phải chơi đúng không các bạn ạ, đã chơi phải chơi tới cùng nha. Được rồi, và chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu quyết định các bạn ạ. Nhờ thì bây giờ căng rồi đó, đấy đúng như mình nói và mình bảo rồi, đâu phải ngẫu nhiên dễ gì mà gặp được mấy cái trận như vừa nãy. Thế nên là trận này sẽ là một trận đấu căng thẳng này, mình sẽ cố gắng mình lấy được cái top ở trong cái trận đấu này nhá. Nói chung là trận này căng đấy, mình nghĩ trận này sẽ căng ấy. Bên kia là 451S, thế là khả năng cao cũng sẽ có ông cục top server đấy các bạn ạ. Mình sẽ cố gắng chơi hết sức ở trận đấu này nha, căng nó căng nó. Nhưng mà lại DSP các bạn ạ, sơ hở là DSP nha. Được không, đấm nó, phát nữa, hai rồi, đẹp rồi, đẹp rồi, về đi, về đi, về đi bạn ơi, khó này, khó này. Rồi do trận này căng nhá, trận này căng nhá. Ê, cuối cùng cũng có một trận căng cho bạn xem rồi này. Một trận đấu sẽ rất là căng, một trận đấu sẽ cực kỳ căng nhá. Ô cái gì đấy, ô nó chấp trụ luôn kìa, the fuck bạn này, ghê vậy, ăn rồng đi còn tham nữa. Flong biết bố được không nhở. Ê hay kìa, ơ được kìa, hay này. Cứu tôi, ôi sao không được rồi. Ôi giời vãi, hai cho tên nằm xuống luôn ạ. Hay kìa, ê từ nãy giờ điều thuyền đóng băng hay nha. Phát nữa, đấm nó, đấm nó luôn. Rồi nhưng được rồi, khó rồi, khó rồi. Về về bạn ơi, về bạn ơi. Uầy, căng thẳng nhờ, căng thẳng nhờ. Trận này căng đấy, trận này căng đấy. Điều thuyền nằm luôn rồi, điều thuyền chạy về, điều thuyền ơi. Ôi không được rồi. Ui nó còn xíu máu kìa, đen thế. Ui what the fuck, what the fuck. Cái đéo gì vậy, what the fuck man. Trời ơi. Ê mình ăn nguyên choáng luôn nha, các bạn thấy pha đấy không, mình ăn nguyên choáng luôn, không kịp xài chiêu được luôn. À, cay chưa kìa, xàm thật. Một cái choáng, hai cái choáng, một cái hất tung thì à đâu, một cái đẩy thì phải. Ăn hai cái choáng tùm lum từ lưa luôn. Chạy đi đâu nữa, mày chạy đi đâu, mày chạy đi đâu. Cầm con Bijan mà đi lằng qua lằng quằng, lung tá lung tung. Rồi mất flash này, mất flash các bạn ạ. Rồi 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 rồi, về thôi về thôi, rồi 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 rồi. Bớt ảo, bớt ảo lau lại, bớt ảo lau lại, bớt ảo lau re lại, bớt ảo lau re lại. Mai sống bạn ạ. Thôi Bijan này nhìn no hop rồi, Bijan này là xong game rồi các bạn ơi. Bijan nhìn no hop vậy. Thôi về nhá, về nhá, về cái rồi tính tiếp. Hay, hay kìa, hay kìa. Thôi, hết hay rồi, hết hay rồi, hết hay rồi các bạn ơi. Cái méo gì mà một mình Roker cân 2 vậy. Chết à. Ê, hơi ẩu rồi mấy ba ơi. Đánh gì mà để nó cân 2 vậy. Chơi được không ta, chơi được ấy. Ok. Ông AD mình, ui tính ra trận này cũng khác gì tem bạn đâu các bạn. Trận này tem bạn thằng Bijan fit thì trận này tem mình ông AD tem mình thì cũng ngang ngang ông đấy thôi, cũng coi như là cũng 4v4 rồi các bạn ạ. Như nhau nha. Đòi sống với chúng tôi. Đi dí người ta xong người ta dí lại xong chạy. Láo thật chứ. Từ nhá.
vãi nồi ạ. Ôi cũng bắt thua kìa, thấy chưa? Ê chết rồi, trận này có khi thua các bạn ạ. Trận này thằng Lau múa hay quá. Trận này Lau chơi hay các bạn ạ. Về đi đừng múa nữa, đi đó. Về đi, về đi, về đi. Về đi bạn, mệnh anh ấy về, đúng rồi, về đi đừng múa nó chơi luôn đó. Ôi thua này, thấy không? Thua này, thấy không? Pha đấy mình me thằng AD là đúng rồi đó. Quên, pha đấy phải me AD cơ, tự nhiên đi bắt thằng Yudu ngáo ngáo. Trời ơi cái gì vậy, đánh đi anh em, sao lại chạy hết rồi thế này, đánh gì mà chạy không vậy. Ủa một người về kìa, một người về kìa. Ủa không ai về nữa nào. Ờ floor về rồi, floor về được các bạn ơi. Rồi phá trụ này, lẹ lên, lẹ lên. Floor đép được. Ổn không? Được mà đúng không? Hai cho te ơi. Ủa cái gì vậy? Về 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 về, mệnh anh ấy về. Trời ơi đen nhờ. Mất một trụ rồi, lỗ, pha này lỗ quá. Ê căng nhờ. Tụi này chỉ hay thế. Nó biết đi đẩy trụ lính là các thứ. Trời ơi, hai nhà te ơi. Ai di chuyển cái méo gì vậy trời. Mày nghĩ thằng này không dám chơi à? Mày chết mợ rồi. Ôi thôi 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 thôi. Khả năng cao thua là tới lên tới 99% rồi các bạn ạ. Trời ơi sợ méo gì. Từ đúng rồi. Ê đúng bắt nó được kìa, hay. Rồi rồi rồi, hay rồi, hay rồi, hay rồi, hay rồi. AD ơi. Ôi ôi AD ơi. Ôi dồi ôi, đánh nhát thế. Ê pha này có mình là mình đấm hết tụi nó rồi đấy. Mình nói thật, pha này mà có mình là mình nói thật là tên bạn không chơi nổi đâu. Bây giờ thả đi để mình nhá, thả đi bây giờ mình bắt được. Đánh luôn đó, phải đánh luôn đó, đúng rồi hay kìa. Đánh luôn đó. Phải mình là mình đánh luôn đó, mình không có sợ đâu bạn ạ. Đúng rồi hay kìa. Hay kìa, ui nhưng mà không được. Khó, ui, thằng Roker đằng sau. Nó chết mỡ rồi. Không sao, từ lại, không có gì phải lo cả. Nó nguy được đó các bạn yên tâm. Không sao, không sao, không sao, chưa thua, chưa thua đâu, chưa thua đâu. Ôi, có khi nào thua thật không ta. Ôi, thua rồi các bạn ơi, thua rồi. Thôi chịu rồi, cái pha đấy phải ép thôi, pha đấy không có đép FP được. Ê, tính là có điểm hay nhở, mình vừa bảo luôn ấy. Mình vừa bảo đúng luôn mà các bạn. Nếu như mà mình bảo là chuẩn bị có cái cột mốc gì mà sắp lên top 50 là sẽ có điểm liền. Có điểm thật các bạn ơi. Ui, trừ 75 điểm mà. Ui, thế thì bây giờ mình mà chơi thêm một trận nữa thì mình lên kịp không các bạn? Trận này gặp tên bạn top Bijan Sama 012 vãi nồi, Bijan 012 mà đánh không nổi này. 136 điểm. Thế thì chịu rồi, 136 điểm thì không lên được rồi các bạn ơi, 136 điểm thì chịu rồi. A few moments later. Mà tính ra trận này nếu mà mình win ấy, mình nói thật các bạn là một là mình phải MVP, hai mình win là mình phải win trên 100 mấy điểm luôn à. Bị trừ điểm kia sâu quá. Cái nhờ mặc dù mình không phải mình không đứng thứ 5 ấy, cái KDA của mình đâu phải đứng MVP thứ 5 đâu, nhưng mà tự nhiên bị trừ điểm cao ấy nhờ, cay thế. Hay. Đánh luôn. Hay. 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 Cái gì đấy? Cái gì đấy?
Sợ ơi gì bạn? Đấm nó đi chứ sợ gì? Thằng Na này đánh hổ báo này. Vừa thấy nó đấy các bạn. Ủa? Ủa ảnh đâu ra đấy? Tính ra là ảnh có thể đi về được pha đấy nhá các bạn. Tính ra là pha đấy ảnh có thể về được, nhưng mà ảnh lại quyết định đứng lòi lòi ra cho lộ tầm nhìn là hay đấy. Ơ, thằng Omen xong chói mình nhờ. Thằng Omen xong chói mình nhờ các bạn nhờ. Trời ơi, đèn thế. Hơi xui cho điều thuyền. À đâu, hơi xui cho hai cho te các bạn ơi. Ê, nhưng mà trận này hên nhá, trận này không phải là ông hai cho te vừa đấy thì phải. Trận này ông hai cho te này chơi hay hơn đấy. Láo à. Thằng nào dám chói đàn em tao. Láo thật chứ. Nó dám chói các bạn. Rồi, còn một con lính này. Ê nha. Ôi sao bọn này sống dài thế? Sao mà lắm thằng sống thế? Hết thằng này tới thằng khác kìa, ảo chưa? Ui cái méo gì chơi luôn đấy hả? Từ bạn ơi. Ê, búa được kìa. Flom búa kìa. Phá chủ. Trời ơi, AD ơi, xong phá chủ. Bắn đầu thế. Uầy, ê anh em ơi bắn nó. Ui AD nó còn sống kìa. À, phải bắt được thả AD nó cơ. Thả AD nó còn sống cũng mệt đấy. Ê nhưng mà win đúng ta, win được không? Múa được kìa. Ê Flom múa mượt đấy chứ. Trời ơi. Rồi win rồi con ta. Win. Ôi thôi My win nha. Bắt vào thằng AD nó trước. Nói chung là team mình phải bắt được thằng AD cơ. Mà thằng AD nó kiểu được cover kỹ quá. Nói rồi không nghe. Thề lì vãi nồi ra. Nói không nghe các bạn, bảo là đừng có đánh rồi. Thằng AD kìa, quan trọng thằng AD nó còn sống kìa. Nó chưa win được đâu, đảm bảo các bạn luôn. Farm thôi, làm sao nó win được. Mai win ấy, thề đảm bảo luôn. Trời ơi, thua ngược tiếp à. Trời ơi, đánh vội tới với ba. Ôi ôi, bất ổn rồi các bạn ơi. Vãi nồi đánh vội thế. Ê, mình muốn đi top ấy nhưng mà mình toàn bị bắt DSP không à, cay vãi. Đánh gì mà người này đánh người này kia. Ôi trời ơi, trận này thì trừ 4 điểm xàm chưa. Sao vừa nãy không trừ thế này đi. Trời MVP luôn này, cay không cơ chứ. Đúng là đời không như mơ các bạn ạ. Không phải lúc nào là chúng ta cũng sẽ có được cái thứ mà chúng ta muốn. Đây, trận này mình cũng đã cố gắng hết sức rồi các bạn ạ. Nói chung là team mình chơi cũng hay mà chẳng qua team mình vội. Nói chung là trận này floor hai cho team không? Trận này team mình ai cũng chơi hay nha các bạn, nhưng mà các bạn biết là điều gì sai ở cái team này không? Đó là rất là vội nha. Cái con Chia đang có mà sao lại phải đánh nhau pha đấy nhở? Pha đi đép vụ thôi là được rồi, nhưng mà team mình cứ toàn lao vô chơi làm gì không biết nữa. Kiểu hở sớ ra là đánh ấy. Đánh vội vãi. Trời ơi. Thế các bạn coi này. Uầy cay nhờ, còn đúng 140 điểm. Cay thế. Ê, nếu như mà hai trận đấy mà không thua thì mình lên rồi. Nhưng mà đúng là đời không ai biết trước được các bạn đấy. Mình vừa bảo cho các bạn thấy không? Mình vừa bảo luôn mà, mình bảo là mỗi lần ấy mà hễ mà mình sắp lên được một cái gì ấy, mình mà lên được một cái nấc gì ấy là nó hay có cái điểm như này lắm và y chang như mình đoán luôn. Các bạn thấy không? Thế đang đánh rất là chiêu chiêu, xong rồi hai trận sau đánh căng vãi. Thế là bây giờ đáng lẽ là mình có thể chi tiếp ấy, nhưng mà đóng cửa rồi các bạn ạ. Đấu đỉnh cao đóng cửa rồi, hiện tại đang là 12 giờ luôn rồi ấy. Đi ngủ rồi các bạn ạ. Giờ này người ta bắt đi ngủ rồi, không cho chơi nữa. Ây da, cay thế nhờ. Nè,
Mình biết là mặc dù là mình cũng đang cộng lên, mình lên điểm rồi. Lúc đầu là nick của bạn này đang thiếu 300 bao nhiêu điểm đúng không? Thì hiện tại là còn 140 điểm mà, nhưng mà mình không không phục. Bởi vì tự nhiên thua thể thua cay vãi, nhìn này. Nhìn hai cái trận này này thua này. Trận này thiếu nói, trận này thì nói chung là team mình cũng đã cố gắng hết sức, nhưng mà để thằng AD với lại bên kia không, bên kia toàn con tướng counter team mình quá. Laurier xong rồi đủ counter rồi, con Slim thì được bắn nữa. Xong rồi còn ở trên này thì đen. Trận này thì đánh chủ quan quá, trận này team chi hay nhưng mà thì đánh chủ quan này các bạn này. Nói chung là cũng không trách team mình được, trận này team mình đều chi hay nhưng mà đánh kiểu đánh hổ báo quá, lao vô toàn solo thôi. Nhưng mà thôi không sao. Ít nhất là mình cũng đã giúp bạn này lên được thêm vài trăm điểm các bạn ạ. Chủ yếu là không đạt được hôm nay là kiểu như là mình muốn lên được top 50 ấy, nhưng hơi xui thôi các bạn ơi. Đúng rồi, thì mình cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video nhá. Và uầy, chắc có khi ngày mai là phải chơi tiếp quá. Nhưng mà thôi, ít nhất là hôm nay mình cũng đã cố gắng hết sức được các bạn ạ. Đấy, thì đừng quên, nếu như mà các bạn thấy hay thì lại mình nó chỉ là một cái like và một cái đăng ký nhá các bạn ơi. Và hẹn các bạn ở những cái series đấu đỉnh cao tiếp theo của mình nha. Uầy, một ngày hôm nay ấy nhá, phải gỡ lại đó, lần sau gỡ lại, không sợ nhá.